Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn Emmy nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có tiểu Ấn Độ, một số dòng siêu bông, giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình giá rẻ nha. Rồi anh chào My. Dạ em chào anh Thái. Mến chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì clip hôm nay cũng rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị ha. Em vô cây số 1 ha, cây này ba màu ha cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 60, hoành là hoành 12, mã số 1, cây ba màu này em xin giao lưu giá là 260 ngàn. Gồm có sakura phớt hồng, hồng tiết và trắng tiết của anh chị. Dạ, cây lên màu rất là đẹp luôn của chú anh chị. Tiếp theo lên mình mã số 2, cây này cũng ba màu, trắng tiết, red via và tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao là 58, hoành là hoành 16, mã số 2 này em xin giao lưu với mức giá là 280 ngàn. 280 ngàn cho mã số 2, một cây ba màu, một rễ của anh chị. Dạ, tất cả đơn hàng đã bao phí ship hết cho mình rồi ha. Thêm lên mình mã số 3, một cây tím lửa mới, cây này phơm tàn đầy của anh chị. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 64, hoành là hoành 14, mã số 3 cái tím lửa mới này em xin giao luôn giá là 280 ngàn. 280 ngàn cho mã số 3 cái tím lửa mới. Tiếp thêm lên mình mã số 4, một cây tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 39, chiều cao là 67, hoành là hoành 12, mã số 4 cây tím lửa, cây tím bướm này em xin giao luôn mức giá là 260 ngàn. 260 ngàn cho cây tím bướm. Tiếp thêm lên mình mã số 5, cây này hai màu, trắng tiết với tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 86, chiều cao cũng 86 luôn ha cô chú anh chị. Hoành em đo vị trí này là hoành 15, mã số 5, cây này em xin giao luôn mức giá là 260 ngàn. 260 ngàn cho mã số 5. Tiếp thêm lên mình mã số 6, tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 67, hoành là hoành 11, mã số 6 này em xin giao luôn mức giá là 250 ngàn. Gồm có trắng lửa, hồng tiết và red pizza của anh chị em. 250 ngàn cho mã số 6. Thêm lên mình mã số 7, một cây kép hai màu, kép hồng và kép vàng. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 70, trắng phớt hồng nữa, ba màu của anh chị em. Hoành là hoành 12, mã số 8, mã số 8 của chú anh chị, mã số 8 cây này em xin giao luôn mức giá là 260 ngàn. Mã số 7, mã số 7 em xin lỗi, mã số 7, 260 ngàn, ba màu. Tiếp theo là mã số 8, hai màu, red pizza và tím bướm của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 38, chiều cao là 68, hoành là hoành 15, mã số 8 cây này em xin giao lưu với mức giá là 230 ngàn. Cây này bị lỗi trên đây chút xíu thôi của chú anh chị, 230 ngàn. Thêm lên mình mã số 9, tiếp tục một cây tím lửa mới, tím lửa màu cà của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 43, chiều cao là 65, hoành là hoành 17, mã số 9 cây này em xin giao luôn giá là 250 ngàn. Cái rễ nó bị hơi nhăm nhăm tí ha của chú anh chị, nhưng mà không sao. Thêm lên mình mã số 10, tím tiết, trắng tiết, red pizza. Tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 78, hoành là hoành 12, mã số 10 này em xin cho lúc giá là 250 ngàn. 250 ngàn cho mã số 10. Tiếp em lên mình mã 11, gồm có hồng gân và kim cương cam của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 53, chiều cao là 77, hoành là hoành 12, mã 11 này em xin giao luôn giá là 250 ngàn. 250 ngàn cho mã 11. Tiếp em lên cho mình mã 12, tiếp là cây hai màu luôn, trắng tiết và tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 85, hoành là hoành 16, mã 12 này em xin giao luôn giá là 280 ngàn. 280 ngàn cho mã 12.
Tiếp em lên mình mã 13. Trắng tuyết red pizza, hồng tuyết tím lửa mới, tím tuyết 5 màu. Tán ngang cây này em đo là 66, chiều cao là 79. Để sổ cao. Hoành là hoành 14. Mã 13 này em xin giao lưu với mức giá là 300.000 ha cô chú anh chị, 300.000. Thêm lên mình mã 14. Một màu hồng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 52, chiều cao là 65. Hoành là hoành 10. Mã 14 này em xin giao lưu giá là 250.000. 250.000 cho mã 14. Tiếp em lên cho mình mã 15, một cây tím tiết lá xanh. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 86. Hoành là hoành 20. Mã 15 em xin giao lưu với mức giá là 280.000. 280.000 cho mã 15. Tiếp em lên cho mình mã 16, một cây Ấn Độ gấp thường, tiểu Ấn Độ. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 96, hoành là hoành 13. Mã 16 cái tiểu Ấn Độ gấp thường này em xin giao lưu với giá là 260.000. 260.000 cho mã 16. Tiếp em lên cho mình mã 17. Một cây hồng gân quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 54, chiều cao là 70, hoành là hoành 14. Mã 17 cây hồng gân này em xin giao lưu mức giá là 250.000. 250.000 cho mã 17. Tiếp em lên cho mình mã 18. Một cây tím tuyết lá cam thạch luôn anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 70, hoành là hoành 12. Mã 18 này em xin giao lưu mức giá là 240.000. 240.000 cho mã 18. Tiếp em lên cho mình mã 19. Hai màu, trắng tuyết và tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 40, chiều cao là 79. Hoành là hoành 15. Nó hơi bị da lột da tí xíu ha cô chú anh chị. Em xin giao lưu mức giá là 240.000. 240.000 cho mã 19. Tiếp em lên cho mình mã 20. Một cây rất lực quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 78, chiều cao là 65. Hoành em đo đây là hoành 22 ha cô chú anh chị. Mã 20 này em xin giao lưu với mức giá là 450.000. 450.000 cho mã 20. Gồm có kim cương trắng, trắng tuyết và tím bướm quý anh chị em. Tiếp thêm lên mình mã 21. Một cây tiểu Ấn Độ. Tán ngang cây này em đo là 56, chiều cao là 87, hoành là 13. Mã 21 này em xin giao lưu mức giá là 260.000. 260.000 cho mã 21. Cuối clip em lên cho mình mã 22. Cũng là một cây tiểu Ấn Độ gấp thường luôn. Cây này một cốt mini rất đẹp luôn chị em. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 78, hoành là hoành 10. Mã 22 này em xin giao lưu với giá là 240.000. Nó bị thẹo đây chút xíu nha cô chú anh chị, 240.000 cho mã 22. Dạ rồi, mã 22 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip em cảm ơn Thái, cảm ơn quý chú anh chị đã yêu thương tin tưởng và ủng hộ những clip vừa qua của em. Hẹn gặp lại quý chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha vườn em My nha.